Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái dây sạc của Bay Earth này này. Thì cái dây này em đã sử dụng được khoảng tầm 3-4 năm rồi. Em thấy nó rất là tốt, cho nên em muốn chia sẻ cho các bác biết. Thì cũng vì dạo gần đây em thấy có cũng nhiều bác là mua cái dây này, nhưng mà hình như là phải mua cái dây hàng giả ấy. Cho nên em muốn là cho các bác biết là cái dây xịn thì nó như thế nào. Thì đây là cái đầu đầu cắm và cục sạc này, thì nó là đầu A này đấy. Thì cái đầu này nó có một cái logo của Beyerz ở đây thôi đấy. Cái vỏ này như em thấy bằng có vẻ bằng kim loại các bạn, hoặc là mạ kim loại thôi. Thì cũng thấy nó khá là cứng cáp, dùng mấy năm rồi nó không xước mấy, chỉ hơi chầy chầy thôi đấy. Và ở chỗ này nó có cái chữ gì này, CI này. Thế những cái chữ này chắc là mỗi dây thì có thể nó là chữ khác thì không không biết được. Bên dưới này là cái phần bằng nhựa cũng khá là cứng đó. Bên này không có gì. Và đây là cái đầu cắm vào điện thoại, thì cái đầu này là đầu C nhé. Đó, và thấy không, đầu C. Và ở chỗ này nó có một cái chữ C này này đó, nó có chữ C này này. Thì đây là cái đèn báo khi mà sạc ấy. Thì như em dùng em thấy nó có ba cái trạng thái, một là cái màu đỏ và màu xanh lam, và màu nữa là màu xanh lá đấy. Bên dưới có chữ quick sạc này, và bên dưới nó cũng có cả một cái miếng nhựa như vậy thôi. Còn cái dây của cái dây Bios này này, thì nó là cái dạng dây được bọc dù nhá. Em thấy nó rất là chắc chắn và bền bỉ, dùng bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không thấy nó bị suy chuyển gì các bạn. Cũng có thể là do thói quen dùng của mỗi người thôi, nhưng mà em dùng cũng ở mức trung bình ấy, cũng không đến nỗi mà phá phách quá, cho nên nó cũng không bị ảnh hưởng gì đó. Bọc dù cái dây này thì em thấy nó có một số màu như kiểu màu đỏ và màu đen nữa. Thì dây này là màu đỏ đen, hình như nó xen lẫn ấy. Thì em thấy cái màu này cũng khá là ổn đó. Và cái chấu sạc ở trong này này, em thấy cái chất đồng chất cái chân sạc ở trong này, em thấy đến thời điểm này vẫn rất là sáng, rất là không không bị đen đen gì cả. Cũng vì là em cũng hay vệ sinh nó mà đấy. Thì tiếp theo nữa là em sẽ cho các bác biết là cái dây này nó hoạt động như nào, các trạng thái của nó như nào. Tại vì nhiều khi có bác là mua về nó không tự ngắt được đó. Thì trước tiên ấy, em sẽ thử nó với cái hai cục sạc này đây. Một là củ sạc LG có sạc nhanh nhé, củ này của LG có sạc nhanh, và một củ của Apple. Cái củ này thì 1 ampe thôi và không có sạc nhanh đó. Em sẽ thử của Apple trước nhé. Em cắm nó ổ điện này. Rồi, đây là cái đầu cắm vào củ, và đây là đầu của điện thoại. Thì đây, em sẽ cắm vào củ xem cái trạng thái đèn của nó như nào nhé. Rồi, cắm rồi đấy. Đó, thì nó chớp 3 lần cái ba cái màu đèn luôn. Cắm lại nhé, 1 2 3. Cắm. Đấy, nó hiện đỏ rồi xanh lá rồi xanh lam. Đó, là nó tắt tắt luôn nhé. Đấy. Và em sẽ thử bằng cái củ LG xem thế nào. Củ LG là có sạc nhanh các bạn. Đấy, em cũng cắm này, 1 2 3. Đó, thì nó cũng chớp 3 đèn như vậy rồi nó tắt. Cắm lại này, 1 2 3. Đó, cắm lại thì nó cũng như thế thôi. Thì bây giờ em sẽ thử cắm nó vào cái điện thoại xem thế nào nhé. Thì đây, em sẽ sử dụng cái củ của Apple trước nhé. Rồi, em sẽ dùng nó với cái con LG G8 nha mình. Đây. Thì cái con LG G8 này em sử dụng nó thì nó còn pin khá nhiều, 81% cơ. Đây, 81% này. Các bác có thể này, 81% thì không biết nó sẽ sử dụng như nào. Đây. Cắm vào đây. Đó, thì nó biểu tượng là đèn đỏ các bạn, và chỉ có báo là đang sạc thôi, không phải là sạc nhanh nhé. Đó, các bác thấy không? Chỉ là đang sạc thôi. Đèn đỏ và không có sạc nhanh. Để em chờ một tí xem nó có chuyển đèn gì không. Đó, thỉnh thoảng thì nó chuyển sang đèn xanh lá một tí. Đó, xem thế nào. Hình như cái dòng nó giảm ấy, thì cái đèn xanh lá nó sẽ sáng các bạn. Cũng không biết được đấy.
Để một lúc xem, nó vẫn đang chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh lá. Đó. Không biết là cái trạng thái đấy. Đấy, bây giờ hình như nó đã đèn đỏ suốt rồi. Đó, bây giờ là cái đèn đỏ suốt rồi các bạn. Để một lúc là nó đèn đỏ suốt và vẫn chỉ là sạc bình thường thôi nhá. Thì như em thấy cái nhà sản xuất ấy, người ta báo là người ta hướng dẫn như là khi đèn đỏ nó là cái trạng thái sạc bình thường. Đó, bây giờ em sẽ thử với cục sạc nhanh xem thế nào nhé. Bây giờ sạc thường này, báo đèn đỏ này. Đó, bây giờ em sẽ thử với cục sạc nhanh nhanh nhé. Đó, bỏ củ của Apple ra một bên, sử dụng củ LG nhé, sạc nhanh nhé. Cắm vào này. Đó, thì đây, em cắm vào củ LG rồi đấy. Bây giờ vẫn là lên được 1% rồi kìa, 82%. Cắm vào đây. Đó, thì đây các bác có thể thấy này, nó báo sạc nhanh luôn, đang sạc pin nhanh đó, và nó cũng đang là cái đèn đỏ thôi. Thử đợi một lúc nữa xem nó có báo chuyển sang đèn khác không, tại vì em như thấy em hướng dẫn của nhà sản xuất ấy thì là khi mà đèn xanh lá cây, à quên, xanh lam ấy, thì nó sẽ biểu hiện cho sự mà sạc nhanh đấy. Thì cái này đang là sạc nhanh, để xem không biết là nó có chuyển sang đèn xanh xanh lam hay không. À đấy, nó chuyển sang đèn xanh lam rồi các bạn. Đó, xanh lam nhé. Đây là màu xanh lam, không phải xanh lá đâu nhé. Xanh lam này, đó. Các bác có thể thấy này. Đấy, nó cũng chuyển lúc thì xanh lam, lúc thì xanh lá. Nhưng mà cái màu xanh lá nó là chủ đạo. Đấy. Thì như kiểu như này ấy, nó là đang báo sạc nhanh nhé. Đấy, các bác thấy này, sạc nhanh này. Đó, thì em sẽ đợi nó đến xem là tầm bao lâu ấy thì nó sẽ chuyển sang đèn xanh lá nhé. Tại vì như hướng dẫn của nhà sản xuất ý, thì khi mà chuyển sang màu xanh lá ấy, thì là nó sẽ như kiểu gần đầy ấy, và nó sẽ sau đó sẽ khoảng một thời gian nào đó thì nó sẽ ngắt. Đó. Đó, các bác thấy không? Đó, và bây giờ em thử rút nó ra nhé. Thử rút vẫn đang cắm sạc nhé. Em thử rút nó ra thì xem trạng thái nó như thế nào nhé. Bây giờ này, vẫn đang cắm sạc nhé, rút ra này, 1, 2, 3, rút ra này. Đấy, thì rút ra ấy, thì nó là màu xanh lá. Đấy, và như nhà sản xuất nói ấy, thì là cái màu xanh lá này nó sẽ tồn tại trong khoảng 5 phút. Đấy, tầm khoảng 5 phút thì nó sẽ ngắt. Đây, em sẽ thử bấm giờ luôn. Bây giờ mình rút ra cũng được khoảng mấy phút rồi ấy. Đây, em sẽ thử bấm giờ luôn. Đấy, cái đoạn này sẽ tới nhanh đi nhé. Đấy, tầm này thì nó cũng sắp hết thời gian rồi, tại hôm nay mình bấm giờ nó hơi nhanh một tí, hơi chậm một tí. Đấy, thì có vẻ gần 5 phút nó sẽ tắt cái đèn này. Đó, các bác chờ thì đấy, nó tắt rồi đấy. Thì tầm 5 phút ấy, nó sẽ tắt cái đèn này và nó cắt toàn bộ cái điện vào trong cái điện thoại nhé. Đấy, thì em hay dùng cái củ à quên hay cái dây này để em sạc qua đêm ấy, cho nó an tâm các bạn. Dùng cái này sạc qua đêm ổn lắm các bạn. Đấy, hết giờ này. Đó, thì em dùng cũng bao năm rồi, em thấy nó khá là ổn định. Và cái dây này ấy, là cái dây vẫn kết nối được dữ liệu với PC nhé, cắm vào máy tính ấy, các bác vẫn kết nối dữ liệu được bình thường, rất là ngon. Đó. Đó, và bây giờ em sẽ thử test tiếp nhé, xem đến khi nào mà cắm vào điện thoại ấy, nó sẽ chuyển sang đèn xanh, và khi mà chuyển sang đèn xanh rồi ấy, thì nó như thế nào và nó sẽ ngắt được như thế nào nhé. Rồi, ok. Chờ tiếp nhé các bác. Đó, và bây giờ là 98% rồi các bạn. Thì khi mà đến khoảng tầm 97 98% ấy thì cái dây này nó lại hiện cái màu đỏ, như kiểu là cái dòng nó đã được giảm khá là nhiều rồi các bác. Bây giờ đang 98% này, cái dòng nó đã giảm khá là nhiều rồi đấy, là cái dây này nó nhận đó là đang là sạc kiểu kiểu như là dòng nó giảm rồi, kiểu như sạc thường ấy. Nhưng mà thực ra thì cái báo ở trên điện thoại ấy, nó vẫn đang sạc nhanh này này đấy, nhưng mà cái đèn thì nó báo màu đỏ rồi đấy, và em sẽ chờ tiếp xem là đến khi nào mà nó báo màu xanh nhé. Rồi, tiếp tục nào. Hơi bị lâu các bạn, chờ cái này lâu quá. Đó, thế đây này, nó được 100% này các bạn. Đây,
100% rồi. Và cái đèn đỏ nó vẫn đang có nhé. Thì không biết là đến khi nào nó mới chuyển sang đèn màu xanh thì lại phải đợi tiếp rồi các bạn. Ngồi canh cái này khá mệt. Tiếp tục nào, tiếp tục đợi nó xem đến khi nào nó đèn xanh nhé. Rồi thì đây các bác, thì lúc nãy ấy, nó đã lên 100% rồi ấy. Và em đợi sau khoảng tầm 20 phút này, hơn 20 phút luôn, thì cái đèn này nó mới chuyển sang đèn xanh lá, đang đang là xanh lá nhé. Đó, và lại chớp chớp cái đèn đỏ nữa đấy, nhưng mà được theo nó thành xanh lá rồi. Thì giờ em đợi tiếp xem là đến bao giờ thì nó tự ngắt nhé. Em sẽ tạm dừng cái này lại và em bấm tiếp. Đấy, bấm tiếp xem là đến bao giờ thì nó ngắt cái đèn này nhé. Bây giờ là nó đang xanh lá và thỉnh thoảng nó chớp cái đèn đỏ một phát. Đó, em nghĩ là cái này sẽ tầm khoảng 5 phút nữa là nó sẽ tắt cái đèn này luôn, đang xanh lá này. Rồi, em tiếp tục em chờ tiếp. Đó, thỉnh thoảng lại chớp đỏ không hiểu sao. Thôi kệ nó đi. Nó chớp thế nào kệ nó đi. Đấy, nó thỉnh thoảng nó vẫn là xanh lá mà. Đấy, vẫn là xanh lá. Còn nó chớp thế nào kệ nó đi. Rồi, đợi tiếp các bạn. Đợi cái này nguyên buổi các bạn, sợ thật. Đó. Thì đây các bạn thấy này, sau tầm khoảng 12 phút đấy thì nó đã tắt đèn rồi nhé, tắt tối thui luôn. Và có nghĩa là bây giờ là nó không có sạc gì nữa đây này. Sau khoảng 12 phút, khoảng hơn 12 phút gì lại đó. Nó không còn sạc gì nữa và đây nó cũng không có báo sạc gì nữa đây này. Đây các bạn thấy không? Không báo sạc gì nữa nhé. Đây, giờ em rút ra này. Rút ra này, đấy, nó vẫn báo thế thôi. Cắm lại này. Đó, cắm lại thì nó lại báo sạc thôi. Đấy, bức pin đầy này và nó vẫn báo đèn đỏ. Đấy, nó sẽ lặp lại quá trình được. Cái quá trình mà khi mà lên được khoảng 100% ấy, nó sẽ báo đèn đỏ tầm khoảng, em nghĩ phải tầm khoảng 30 phút đấy. Đấy, tầm khoảng 30 phút xong rồi nó sẽ chuyển sang đèn xanh lá cây. Và khi mà tới cái đèn xanh lá cây ấy, thì tầm khoảng 10 đến 15 phút thì nó sẽ ngắt. Đấy, nó sẽ xanh lá cây này. Đấy, nó đầy đầy pin quá rồi thì nó chuyển xanh lá cây và nó sẽ tiếp tục xanh lá cây đến tầm khoảng 10 đến 15 phút nữa là nó ngắt toàn bộ cái điện từ cái dây sạc này nha. Đấy, thì nó cũng khá là hay. Rồi, ok. Khi nào các bác mua cái dây này, các bác nếu như mà các bác không chắc ăn ấy thì các bác ngồi ngồi các bác test như kiểu như em vừa rồi nhé, xem nó thế nào nhé. Đấy, ok, chào các bác.